Vâng, xin chào bác và đến với kênh chia sẻ ạ. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu ma tuần bay dòng địa hình của Meridia. Thì cũng rất lâu rồi em mới về trước dòng thương hiệu địa hình của dòng Meridia. Thường thì dòng Meridia thì em về trước dòng mẫu của Touring hoặc là dòng xe đua. Địa hình cũng rất là ít về bên em. Hôm nay em về một chiếc dòng Meridia HFF Hydro Fun Steam. Đây là cái mẫu dòng Meridia cao cấp của dòng khung nhôm. Nhôm 6061. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung bình bắc đây là mẫu Meridia HFF. Mấy tông màu chủ đạo là tông màu trắng điểm chỉ đen trên khung xe, rất là trẻ trung. Thì thường các bác thấy em review những video trước đây em có giới thiệu qua những dòng Meridia, thường thì em hay về nhiều nhất là dòng Touring. Dòng Touring hoặc dòng xe đua. Dòng địa hình này cũng rất là ít về bên em. Thì mai em về một chiếc này. Dòng khung nhôm cao cấp, nhôm aluminium. Aluminium AL6061. Thì em biết thì những dòng xe nhôm cao cấp thì trong đó là dòng xe nhôm aluminium 661. Nhôm siêu nhẹ. Có đề luôn trên khung xe. Thì biểu tượng logo của Meridia là cái hình ngọn núi bên trên. Dập logo lổ trên khung xe. Mã QR code chính hãng của xe còn nguyên trên khung xe. Cái dòng HFS này thì em đánh giá thời gian vừa qua thì em đã về một chiếc dòng xe đua. Cũng là cái model của dòng HFS, nhưng đây là dòng mặt bay Hydro Forming C-Team. Và từ bộ hợp kim nhôm cao cấp aluminium 6061. Nói về dòng series dòng Meridia khung nhôm thì cái mẫu địa hình mặt bay này cũng là mẫu địa hình cao cấp rồi bác nhá. Hợp kim nhôm siêu nhẹ, cổ phốt ki đông chính hãng của Meridia, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng mới bên tay lắp 9 tầng lip, chính hãng nguyên bản tay xe, theo xe của Shimano Alivio, sử dụng cụm phanh, rất là cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa, chính hãng của Shimano Alivio và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Giảm sóc rốc sốc XC32, rốc sốc thương hiệu Mỹ, giảm sốc chính hãng của rốc sốc, giảm sóc hơi gốc nhé. Thì đây là mẫu tổng địa hình cao cấp của dòng Meridia, trang bị với giảm sóc hơi. Các bác có thể xả ra ở đây. Giảm sóc hơi rất là bền xe, mà cái giảm sóc thì rất là an toàn tuyệt đối cho các bác đi những đường xấu. Giảm sóc gấp sốc XC32, sóc hơi. Vành vành may vành của vành Reader XL, vành hiệu Đức, Đức Tư, vành Đức nhá, vành chân lông đen, rất là cứng cho cái bộ vành của xe. Vành của Đức nhá, Đức Design, Gemini này, vành hiệu Đức. Cái vành này em đã giới thiệu trong thời gian vừa qua, cũng đợt trước em cũng có về mấy xe Đức Tư, Reader XL430, vành Đức, hợp kim nhôm aluminium 6061 T6, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Sử dụng lốp Maxim. Chào bạn trai nhé. Anh Kim, chào bạn. Chào bạn. Hộp yên nhôm chính hãng của Meridia. Yên của xe, với bản theo xe, yên cũng của Meridia luôn. Chào bạn. Chào bạn. Bùi đĩa trục rỗng của Shimano Alivio, trang bị với 3 tầng đĩa. Ngạt đĩa của Shimano Alivio. Củ đề sau là củ đề Shimano Alivio. Trang bị với 9 tầng lip. Vành nhà may ơ là cũng ở theo xe hết đó nhá. Cũng có của hãng Ritter Đức Design. Nhưng mà cái vành đằng sau của nó bị mất tem rồi. Nhưng mà vành chính hãng của nó nhá, vành của nó luôn, mất tem rồi. Còn mỗi đằng trước thôi.
sử dụng lốp 26 x 1,95. Rồi cái mã vạch thông số chính hãng của dòng Meridian xe, theo xe, bản theo xe. Em xe cũng còn tất cả thông xe, luôn bảo hết. Và là xin lỗi chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao khung đứng của xe là size thì nó trên khung xe của tem này 43, chiều ngang khung là 56, nó là size S. Thế là các bác là nó 6 x 1,7 như vừa. Tông màu rất là trẻ trung, tông màu trắng đen. Đây là ba vạch điểm nhấn của dòng Meridian F, tượng trưng của Meridian. Bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Bây giờ xin vào chi tiết hoạt động của xe, xe trang bị bên chín tường lip, lên lip lên. Nó rất trơn tru mượt mà. So với dòng Meridian F thì dòng đây là dòng địa hình cao cấp sử dụng với khung lip, sử dụng khung nhôm 061. Bên phải em là bùi nó sụp rỗng, ba tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Bánh nó rất là bon theo nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Meridian, dòng địa hình cao cấp của HFS, sử dụng với bộ khung nhôm siêu nhẹ aluminum 6061, giảm sóc hơi, rốp sốc, vành hiệu Đức của Rotto XL430, group Shimano Alivio. Và xe giá tốt nhất em là 8.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký theo kênh và lại có cho ngày mai.